Ok, so hôm nay đã hết một ngày đi học đầu tiên của trường đại học Sac State rồi. Ngày đầu tiên thì nó hơi bị trục trặc một chút xíu. Thức 7 giờ rưỡi xong rồi thay đồ xong, chuẩn bị xong hết trơn rồi 8 giờ rưỡi bắt đầu đi. Ai về đâu kẹt xe hơn cả một tiếng rưỡi. Miss bỏ nguyên một lớp đầu tiên của mình luôn. Nếu như các bạn có coi cái video mà có khách ở bên Arizona qua đó thì các bạn thấy là cái tờ giấy màu xanh xanh của mình đó có cái số điểm từ cái bài thi IAD thì mình được 40 điểm. Ổng hỏi tên mình là gì, điểm của mình là số mấy, rồi cái ổng viết xuống. Nhưng hên là ổng không có đuổi mình ra khỏi lớp. Thì thường thường nếu như mình không có show up, mình không có hiện diện ở đó, những người khác sẽ lấy chỗ của mình. Thì coi như ngày đầu tiên nó hơi bị lộn xộn đó. Mình quyết định làm cái video vlog đầu tiên này để mà cho các bạn biết cái ngày đầu tiên đi học ở đại học ở Cali như thế nào. Mình nghĩ là mình muốn chia sẻ điều này tại vì mình không có thấy những bạn khác làm điều đó cho nên là muốn chia sẻ luôn. Mình là học sinh thì mình chia sẻ theo cách của học sinh thôi. Còn bây giờ, chào mừng các bạn đến với hành trình của ngày đầu tiên đi học đại học của mình. Ý là đi 8 giờ rưỡi mà nó kẹt xe cỡ này. Không sao đâu. Mình đừng lo nữa. Đừng lo nữa. Cái gì mà đằng đó nó không đi à, bây giờ trong lòng con bình thản rồi. Ta hư không, con đi học. Lên núi trồng rồi. Không có nể tới đúng giờ nhưng mà nể là con đã score 40. Ok. Ông suy giữ con lại. Có nhiều đứa tới giờ nó chưa có lấy thép đó nữa mà. Cho nên không sao đâu. Không sao đâu. Bình tĩnh. Cứ bình tĩnh mà sống. Tất cả những ngày đầu tiên cũng đâu có dạy gì đâu. Ngày đầu tiên là có như giới thiệu lớp với học sinh thôi. Giới thiệu tên. Thôi, bây giờ là 8 giờ 5 chuột 8 giờ 50 sáng mà 9 giờ lớp nó bắt đầu. Kẹt xe gần mười mấy phút, 20 phút rồi. Chắc chắn là trễ rồi. Tiêu rồi. Hiện tại bây giờ là 9:16. Trễ luôn rồi. Mỉm cười cho qua. Ai bắp kèn thế. Giờ lại cùng bắp kèn, dân chúng làm than rồi. Chín giờ 17. Mong là không có đứa nào nó giành chỗ của mình nhé. Ngoài ngoài đội cho con ai nhỏ ngoài giữ chỗ cho con. Mẹ con về ngủ à. Sợ đâu. Tưng tưng tưng. Chào mẹ Kim. Bây giờ là 9:25. Con rảnh cần có giờ mới học sinh ngày đầu tiên đi học nó trễ rồi nó còn quay phim nữa. Vậy chơi giờ làm gì giờ? Đã quay kẹt xe giữ nguyên hiện trường cho thầy coi. Không có nó dốc luôn. Bây giờ con bước xuống đi bộ được chứ? Đi bộ. Đã trễ rồi đi bộ gì nữa. Mệt quá đi. Mà nó về đi đâu vậy trời? Mình tới đẳng chắc chắn là mình hết chỗ. Lần đầu tiên đi trễ vậy em đi. Lần đầu tiên trong đời. Nhớ lắm. Nhờ đi trễ mới gặp được cái bảng số xe nó để chữ iPad nè. Sắp ghê chưa? Rồi đó, bây giờ tới chỗ rồi nhưng mà trễ quá trời trễ luôn rồi. Ok, mới vừa học xong lớp thứ hai của mình cho hôm nay. Bây giờ đi kiếm ông thầy của lớp thứ nhất để hỏi ổng có thể ở lại trong lớp không. Tại lỡ tới trễ luôn rồi. Ok, mình đã kiếm được ông thầy cho lớp toán của mình rồi. Nhưng ông ấy đang dạy cho lớp khác, cho nên phải đợi. Bây giờ mình sẽ đi vô office, trụ sở chính của trường để mà kiếm việc làm thử xem coi có không. Hôm nay hình như có một sự kiện nhỏ ở đây để mình nghĩ là giới thiệu cho những học sinh mới đến những chương trình ở trường này. Ở đây có một công viên hoa hồng rất là lớn nữa.
Đây trụ sở chính của trường ở đây nè. Mình đang đi vào đây. Cái cô hồi nãy đưa cho mình cái thẻ này, nói rằng hãy đi vào cái website ở trên cái thẻ và thử apply kiếm việc làm. Ok, bây giờ mình đã đi tìm cách kiếm việc làm xong hết rồi. Bây giờ tới phiên mình đi lấy cái membership cho The Well. Hiện tại là mình đang ở cái chữ K Kadama này nè. Đó, Kadama Hall, ở đây nè. Giờ mình phải đi tuốt lên thiệt là xa, đi tới The Well ở đây. Đó, The Well. Hôm nay có những nơi bán tranh và có những cái lều nhỏ, đó là những câu lạc bộ nhỏ của trường ở đây để giới thiệu với những học sinh mới để tham gia vào những câu lạc bộ này. Đi tới chút xíu nữa, ở đây là thư viện của trường đại học này. Còn ở đây là tiệm phở. Ở đây là khu vực ăn của những học sinh ở đây. Còn ở đây là những khu vực để dành học sinh tìm chỗ để ngồi làm bài hoặc nghỉ ngơi. Ở đây là cái nơi mình thích nhất tại vì rất là xanh và mát. Trường đại học này rất là to, nãy giờ mình đi khoảng 5 phút rồi. Từ chỗ hồi nãy mà đi tới đây á, phòng gym của trường là ở đằng trước đó mấy bạn. Rồi mình đã tới rồi đây, The Well. Ở đây là phòng tập gym chính của trường nè. Hello, I want to make a membership here. Okay, have you ever filled out a waiver before? I think I have, but I left it at home or something. At orientation, did you fill one out? Do you remember? You did? Mm-hmm. Do you remember doing your hand key? Or did you roll your hand on a machine? No. Okay, so go ahead and get in line 2 and let them know that you just need to roll them in, okay? Okay, thank you. Mình mới vừa tạo xong cái con số ID chung với điểm vân tay của mình và tạo xong cái membership rồi. Còn bây giờ mình phải đi tuốt trở lại để mà nói chuyện với ông thầy giáo của lớp toán thống kê nè. Còn ở đây là nơi nghỉ ngơi của các học sinh ở trước cái thư viện của trường. Đây, ở đây là thư viện. Mấy cái liều ở đây là những lớp, những nhóm khác nhau đang kiếm học sinh để recruit, để thành một thành viên của nhóm. Mình đang kiếm nhóm mà thể thao, mà badminton để đánh cầu á. Tại mình rất thích cái môn đó. Hiện tại mình đang ở lầu 2 để đợi thầy dạy cái lớp của thầy xong đi ra để nói chuyện nè. Mình đã nói chuyện với ông thầy của mình xong hết rồi. Ông ấy nói là không sao hết, ngày đầu tiên ai mà không đi trễ. Còn bây giờ là cái chị này đang giúp cho mình coi những cái nốt ghi chú, những gì mà ông thầy đã nói trong vòng một tiếng đồng hồ đó để cho mình biết. Mình rất là biết ơn chị này. Ok, giờ còn có một cục pin nè. Giờ muốn nói các bạn là hôm nay coi như cũng là một ngày khá là suôn sẻ, chưa có bị đuổi ra khỏi lớp, cũng đỡ. Nếu như các bạn thích thể loại video này thì comment bên dưới nói cho mình biết nha. Mình sẽ dành thời gian tiếp tục làm những video vậy. Còn nếu không thì cứ xuống dưới nói đừng có làm video giống vậy nữa, tôi không cần biết những thứ này, thì nói cho mình biết nha. Rồi nói cho mình biết cho những đề tài khác các bạn thắc mắc thì các bạn cứ việc hỏi mình bên dưới. Ok, hôm nay ngày đầu tiên đi học hơi trục trặc một chút xíu, nhưng mà hên là chưa có chuyện gì xấu quá xảy ra. Ok,
That's it. Alright, bye guys. Nhớ nha, comment bên dưới nói cho mình biết nha. Nhớ chia sẻ video này với những người các bạn biết sắp sửa qua Mỹ định cư. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi tất cả những video của mình. Cảm ơn các bạn nhiều nhé.